là một người rất lạ trong showbiz Việt. Anh không bon chen, không ganh đua, đấu đá bao giờ. Ai cư xử tệ, dẫu đau, anh cũng cười khi cho qua. Anh lý giải điều đó là do bản thân mình mắc bệnh tim, bác sĩ không cho tức giận. Nhưng tôi nghĩ sống lương thiện là một sự lựa chọn. Bởi sự lựa chọn ấy nên Hoàng Mập đi một con đường riêng không giống ai. Ngay cả việc viết di chúc chuẩn bị cho đám tang của chính mình sau này cũng như thế. Trong bản di chúc đặc biệt này, Hoàng Mập đưa ra 7 mong muốn khi chết. Điều đầu tiên, anh không muốn ai khóc, từ người thân trong gia đình đến vợ con bạn bè. Anh muốn mọi người sống vui vẻ. Đám ma của Hoàng Mập thì phải là một đám ma vui vẻ nhất. Điều thứ hai, gia đình muốn để lại bao nhiêu ngày trong nhà thì tùy, nhưng chỉ cho nghe kinh Phật từ 24 giờ khuya tới 1 giờ sáng, 23 giờ còn lại để mọi người hát hò vui vẻ. Thậm chí, Hoàng Mập đã xây nhà mồ cho chính mình lúc nằm xuống. Dẫu vậy, tâm nguyện của anh là được hiến xác cho khoa học. Phần vì không muốn làm phiền con cháu đời sau, phần vì anh nghĩ, nào giờ sinh viên quen mổ người bình thường, giờ có xác người mập mổ cho vui mà lạ. Nhưng vì vợ không đồng ý, nên anh mong muốn được đem tro cốt ra biển Long Hải, nơi rải tro cốt của mẹ Việt Hương. Anh hài hước bảo, không rải tro cốt ở trong vườn nhà vì sợ mai mốt con cháu bán không được. Điều thứ ba, Hoàng Mập mong muốn là trong đám tang của anh, vợ con phải mặc đồ đẹp nhất, chỉ đeo tang trên đầu, không được mặc cả bộ đồ tang. Sau khi hỏa thiêu xong thì đốt khăn tang cho xả tang ngay. Hoàng Mập mong muốn mình được thở ngôi biệt thự cổ ở Đồng Nai, hàng ngày cho nghe kinh Phật từ 24 giờ khuya đến 1 giờ sáng. Tất cả thời gian còn lại gia đình vẫn sinh hoạt vui vẻ bình thường, vì anh không thích nhìn không khí gia đình buồn và ảm đạm. Không chỉ căn dặn gia đình, Hoàng Mập còn dặn luôn cả những người bạn bè thân quen trong điều thứ tư. Đám tang xa Sài Gòn, ai thấy đủ tình thương thì hãy xuống với Mập, không thì đừng xuống. Không tiếp khách đi đám ma theo phong trào vì gia đình bối rối. Sợ tiếp khách theo phong trào thì không tiếp chu đáo khách tình thân, thà ít mà yêu nhau là đủ. Hoàng Mập cũng không quên dặn người nhà nên nhận tiền phúng điếu. Lý do anh đưa ra, Mập đi người ta nhiều rồi, không nhận người ta áy náy, có qua có lại cho vui. Hoàng Mập là người cực mê đồ cổ xưa nên dặn con cháu đời sau phải giữ gìn những gì cả đời anh tìm kiếm và yêu quý. Giữ được thì anh mừng, nếu nghèo khó phải bán thì bán trọn gói một lần, tất cả để có vốn liếng chứ đừng bán nhỏ giọt, anh buồn. Điều cuối cùng trong bản di chúc của Hoàng Mập, anh mong muốn đám tang phải có ba người, Việt Hương, Đông Dương và một người em, người bạn rất thân với gia đình anh tên là Chi Lam. Hoàng Mập hài hước yêu cầu Việt Hương phụ lo đám tang với vợ mình và dặn, nếu anh chết sớm và anh còn trẻ, em lo chồng mới cho vợ anh. Nếu bà ấy không chịu thì thôi không ép, con gái anh theo nghề, em phải chỉ dạy và lo cho chúng nó thay anh. Hoàng Mập cũng chia việc luôn cho Đông Dương và người em thân thiết. Đông Dương làm nhiệm vụ tiếp khách và phụ trách phần văn nghệ trong đám tang. Chi Lam thì lo bia rượu mồi nhậu đãi khách.